Phần thứ ba, Trung Quốc với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1954 và 1975. Bất chấp Hiệp định Geneva năm 1954 về Việt Nam, đế quốc Mỹ nhảy vào miền Nam Việt Nam nhằm tiêu diệt phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, thôn tính miền Nam, chia cắt lâu dài nước Việt Nam, biến Nam Việt Nam thành một thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ để lập phòng tuyến ngăn chặn chủ nghĩa xã hội lan xuống Đông Nam châu Á, đồng thời lấy miền Nam làm căn cứ để tiến công miền Bắc. Tiền đồn của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Nam Á châu đè bẹp và đẩy lùi cái chủ nghĩa xã hội khu vực này, hòng bao vây uy hiếp các nước xã hội chủ nghĩa khác, thất bại trong việc dùng chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm và tiến hành chiến tranh đặc biệt ở miền Nam Việt Nam, đế quốc Mỹ đã lao vào một cuộc phiêu lưu quân sự chống nhân dân Việt Nam, tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn nhất, dài ngày nhất và ác liệt nhất, cũng như là dã man nhất sau chiến tranh thế giới thứ hai. Hưởng ứng lời kêu gọi bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không có gì quý hơn độc lập, tự do, nhân dân Việt Nam đã nhất tề đứng lên chống Mỹ, dương cao ngọn cờ độc lập, dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh của quốc tế, đã tạo thành một sức mạnh tổng hợp to lớn để đánh thắng bọn xâm lược Mỹ trong chiến tranh. Nhân dân Việt Nam luôn luôn thực hành chiến lược tiến công và đẩy mạnh đấu tranh trên cả ba mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao, đồng thời biết kéo địch xuống thang, giành thắng lợi từng bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. Quá trình hơn 20 năm nhân dân Việt Nam chống chính sách can thiệp và xâm lược của đế quốc Mỹ cũng là quá trình đấu tranh bền bỉ, hết sức phức tạp, chống những âm mưu và hành động khi kín đáo, lúc thì trắng trợn của những người cầm quyền Trung Quốc thỏa hiệp và cấu kết với đế quốc Mỹ nhằm kiềm chế và làm suy yếu cuộc cách mạng của Việt Nam, hòng khuất phục Việt Nam từng bước bành trướng ở Đông Dương và Đông Nam Á châu. Số 1 La Mã, thời kỳ năm 1954 và 1964, tức là 10 năm, những người cầm quyền Trung Quốc đã ngăn cản nhân dân Việt Nam đấu tranh để thực hiện thống nhất nước nhà. Sau khi cùng với đế quốc thỏa hiệp trong giải pháp Geneva 1954, tạo được khu đệ an toàn ở phía Nam, những người lãnh đạo Trung Quốc yên tâm thúc đẩy việc hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1953 và 1957. Và từ năm 1958 để đề ra một kế hoạch đại nhảy vọt với cái tham vọng đuổi kịp và vượt một số cái cường quốc về kinh tế trong một thời gian ngắn và ra sức xây dựng lực lượng hạt nhân. Về đối ngoại, họ đã đi vào con đường hòa hoãn với đế quốc Mỹ, tiến hành những cuộc nói chuyện với Mỹ ở Geneva từ tháng 8 năm 1955, đồng thời tìm cách mở rộng ảnh hưởng ở Á Châu, nhất là ở Đông Nam châu Á và Nam Á. Xuất phát từ một cái đường lối đối nội, đối ngoại đó, những cái người cầm quyền Bắc Kinh đã hành động ngược lại lợi ích của nhân dân Việt Nam, phù hợp với cái lợi ích của đế quốc Mỹ ở Việt Nam nói riêng và Đông Dương nói chung. Số 1, gây sức ép để Việt Nam chấp nhận chủ trương trường kỳ mai phục. Đế quốc Mỹ và tay sai trắng trợn phá hoại việc tổ chức tổng tuyển cử để thống nhất nước Việt Nam trong thời hạn 2 năm như Hiệp định Geneva về Việt Nam đã quy định, đồng thời đàn áp cực kỳ tàn bạo phong trào yêu nước ở miền Nam Việt Nam. Những người cầm quyền Bắc Kinh luôn luôn thuyết phục Việt Nam rằng công cuộc thống nhất là một cuộc đấu tranh trường kỳ và không thể thực hiện được bằng lực lượng vũ trang. Tháng 11 năm 1956, Chủ tịch Mao Trạch Đông nói với những người lãnh đạo Việt Nam, tình trạng nước Việt Nam bị chia cắt, không thể giải quyết được trong một thời gian ngắn mà cần phải trường kỳ.
nếu 10 năm chưa được thì phải 100 năm. Diễn biến thực tế của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam đã chứng tỏ cái cuộc kháng chiến đã có lâu dài. Nhưng không phải lâu dài vô hạn độ như là Chủ tịch Mao Trạch Đông đã nói. Tháng 7 năm 1955, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Đặng Tiểu Bình hăm dọa dùng lực lượng vũ trang để thống nhất nước nhà sẽ có hai khả năng. Một là thắng và một là khả năng nữa là mất cả miền Bắc. Tháng 7 năm 1957, Chủ tịch Mao Trạch Đông lại nói vấn đề là phải giữ biên giới hiện có, phải giữ vĩ tuyến 17, thời gian có lẽ dài đấy. Tôi mong thời gian thì sẽ tốt. Đó là một điều trái hẳn với Hiệp định Geneva. Vì theo hiệp định này, vĩ tuyến 17 không phải là biên giới giữa hai quốc gia, mà chỉ là giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Việt Nam. Những người lãnh đạo Bắc Kinh nhiều lần nhấn mạnh ở miền Nam Việt Nam chỉ có thể dùng phương châm thích hợp là trường kỳ mai phục, tích trữ lực lượng, liên hệ quần chúng và chờ đợi thời cơ. Thực tế chất phương châm đó là gì? Trong một cuộc trao đổi ý kiến với những người lãnh đạo Việt Nam, Ủy viên Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trương Văn Thiên cho rằng ở miền Nam Việt Nam có thể tiến hành đánh du kích. Nhưng sau đó, Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội, theo chỉ thị của Bắc Kinh, đã thông báo về phía Việt Nam rằng đó không phải là ý kiến của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc mà là chỉ là ý kiến cá nhân. Thế như vậy, trường kỳ mai phục có nghĩa là nhân dân Việt Nam phải thủ tiêu đấu tranh cách mạng để mặc cho Mỹ diệm thả sức đàn áp nhân dân Việt Nam hay sao? Giữ vĩ tuyến 17, trường kỳ mai phục, tích trữ lực lượng, chờ đợi thời cơ, đó chẳng qua là những cái luận điệu quanh co nhằm che giấu cái ý đồ của Bắc Kinh muốn duy trì nguyên trạng chính trị ở Việt Nam, công nhận chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và ngụy quyền Sài Gòn song song tồn tại. Ngày 22 tháng 7 năm 1954, khi ăn cơm với Ngô Đình Luyện, em ruột của nhà Ngô Đình Diệm tại Geneva, Thủ tướng Chu Ân Lai đã gợi ý đặt một công sứ quán của Sài Gòn tại Bắc Kinh. Dù Ngô Đình Diệm đã bác bỏ gợi ý đó, nhưng đây là một cái bằng chứng rõ ràng là chỉ trong vòng 24 giờ sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, những người lãnh đạo Bắc Kinh đã lộ rõ ý muốn là họ muốn chia cắt lâu dài nước Việt Nam. Trong thời gian từ năm 1954 đến năm 1959, với chính sách đàn áp và phát xít, Mỹ Diệm đã giết hại hàng vạn người Việt Nam yêu nước, lùa hàng vạn nhân dân vào các trại tập trung trá hình, gây cho nhân dân Việt Nam những tổn thất to lớn hơn so với bất kỳ một thời gian nào khác trong cuộc chiến tranh cứu nước của mình. Nếu cứ để chúng tiếp tục giết hại những người Việt Nam yêu nước thì sao mà tích trữ được lực lượng, còn nhân dân đâu để mà liên hệ với quần chúng và chờ đợi đến thời cơ nào? Theo cái đà đó thì nước Việt Nam sẽ mất độc lập và vĩnh viễn bị chia cắt. Vấn đề có ý nghĩa chiến lược đó đối với cách mạng miền Nam là phải tiếp tục đấu tranh chính trị hay kết hợp cả đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. Vấn đề có ý nghĩa chiến lược, nhân dân Việt Nam kiên quyết đi theo đường lối độc lập, tự chủ của mình. Cuối năm 1959, đầu năm 1960, nhân dân trong những vùng rộng lớn thuộc đồng bằng Nam Bộ và miền Nam Trung Bộ đã nhất tề đồng khởi kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh quân sự, làm rung chuyển tận gốc chế độ tay sai Ngô Đình Diệm. Mục 2. Ngăn cản nhân dân Việt Nam đẩy mạnh cuộc đấu tranh vũ trang ở miền Nam. Các cuộc đồng khởi thực chất là những cuộc khởi nghĩa từng phần đã nhanh chóng phát triển thành một cuộc cách mạng chiến tranh, vừa đấu tranh quân sự, vừa đấu tranh chính trị, chống lại chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ. Nhưng
những người cầm quyền Trung Quốc đã không đồng tình với cái chủ trương đó của Việt Nam. Tháng 5 năm 1960, hội đàm với phía Việt Nam, họ nói về miền Nam Việt Nam như sau. Không nên nói đấu tranh chính trị hay đấu tranh quân sự là chính. Đấu tranh chính trị hay đấu tranh quân sự không phải là cướp chính quyền ngay, mà là cuộc đấu tranh vẫn là trường kỳ. Dù rượu có đổ cũng không thể thống nhất ngay được, vì đế quốc Mỹ không chịu để như vậy đâu. Thế miền Bắc có thể ủng hộ về chính trị cho miền Nam, giúp miền Nam đề ra các chính sách, nhưng chủ yếu là bồi dưỡng tinh thần tự lực cánh sinh cho anh em miền Nam. Khi ăn chắc, miền Bắc có thể giúp quân sự cho miền Nam, nghĩa là khi hoàn toàn chắc chắn, không xảy ra chuyện gì, có thể cung cấp một số vũ trang mà không cho ai biết, nhưng nói chung là không giúp. Như vậy, khi không cản được nhân dân miền Nam Việt Nam đồng khởi, thì họ, đây tức là Trung Quốc, cho rằng hình thức chiến đấu ở miền Nam là đánh du kích, đánh nhỏ từng đơn vị, trung đội, đại đội. Làm chủ vận mệnh của mình, nhân dân Việt Nam đã đưa cuộc chiến tranh cách mạng ở miền Nam tiến lên vững mạnh vào cuối năm 1963. Chế độ độc tài phát xít Ngô Đình Diệm sụp đổ và chiến tranh đặc biệt của Mỹ đã phá sản hoàn toàn. Mục thứ ba, lôi kéo Việt Nam chống Liên Xô. Đầu những năm 1960, khi ngăn cản nhân dân Việt Nam đẩy mạnh chiến đấu chống Mỹ, những người lãnh đạo Bắc Kinh đã giơ cao cùng một lúc hai chiêu bài chống đế quốc Mỹ và chống Liên Xô. Nhưng trên thực tế thì họ tiếp tục hòa hoãn với đế quốc Mỹ ở châu Á, đánh lạc hướng cuộc đấu tranh chống Mỹ của nhân dân thế giới để thực hiện cái mưu đồ chống Liên Xô, xóa bỏ cái hệ thống xã hội chủ nghĩa nắm quyền lãnh đạo cách mạng thế giới, để chuẩn bị tích cực cho việc hòa hoãn và cấu kết với đế quốc Mỹ. Trong những cuộc hội đàm về phía Việt Nam năm 1963, họ tìm cách thuyết phục Việt Nam chấp nhận quan điểm của họ là phủ nhận hệ thống xã hội chủ nghĩa và mở cho họ một con đường xuống phía Đông Nam châu Á. Cũng trong năm 1963, những người lãnh đạo Trung Quốc đã đưa ra cái gọi là cương lĩnh 25 điểm về đường lối chung của phong trào Cộng sản quốc tế và đề nghị triệu tập cái gọi là Hội nghị 11 Đảng Cộng sản, nhưng thực tế để nắm cái vai trò lãnh đạo cách mạng thế giới và lập một quốc tế cộng sản mới do Bắc Kinh khống chế. Họ thiết tha yêu cầu Việt Nam đồng tình là cốt lợi dụng uy tín và vai trò của Việt Nam trong phong trào cộng sản và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Nhằm mục đích này, họ còn hứa hẹn viện trợ ồ ạt để lôi kéo Việt Nam. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc là Đặng Tiểu Bình thông báo với lãnh đạo Việt Nam ý kiến của lãnh đạo Trung Quốc về sẽ viện trợ 1 tỷ nhân dân tệ nếu Việt Nam khước từ mọi viện trợ của Liên Xô. Về phía Việt Nam đã khẳng định thái độ kiên quyết bảo vệ hệ thống xã hội chủ nghĩa, không tán thành việc họp Hội nghị 11 của Đảng và không để những người lãnh đạo Bắc Kinh dùng đất nước Việt Nam làm bàn đạp cho cái mưu đồ bành trướng của họ. Do thái độ kiên quyết của phía Việt Nam, cương lĩnh 25 điểm không gây được tiếng vang âm mưu lập một quốc tế cộng sản của Trung Quốc mới cũng không thành. Trong thời kỳ này, đối với cách mạng Lào, những người cầm quyền Trung Quốc cũng thi hành một chính sách giống như đối với Việt Nam. Họ cũng gây sức ép để lực lượng cách mạng Lào trường kỳ mai phục. Khi Mỹ là tay sai lật đổ chính phủ Lào Liên Hiệp, tiến hành chiến tranh đặc biệt, thì họ ngăn cản cách mạng Lào đấu tranh và vũ khí, kết hợp với đấu tranh chính trị và mưu toan ép Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sớm lập một cái chính phủ liên hiệp. Sợ rằng đốm lửa sầm nưa Phong Sa Lì có thể lan tràn cả Việt Nam và miền Nam Trung Quốc. Trong một cuộc hội đàm với phía Việt Nam vào tháng 8 năm 1961, khi đề cập đến vấn đề Lào, phía Trung Quốc nói cần hết sức tránh việc trực tiếp tham gia chiến tranh.
nếu Mỹ trực tiếp vào Lào thì miền Bắc Việt Nam, Vân Nam, Quảng Tây sẽ xảy ra vấn đề gì? Cần tính đến việc phiêu lưu của Mỹ. Đối với việc giải quyết vấn đề Lào tại Geneva năm 1961-1962, họ còn chủ trương chia nước Lào theo chiều ngang thành hai vùng, vùng giải phóng ở phía Bắc, vùng do ngụy quyền Viên Chăn kiểm soát ở phía Nam. Đó là một âm mưu thâm độc nhằm buộc các lực lượng cách mạng Lào phải lệ thuộc vào Trung Quốc và cô lập cách mạng với miền Nam Việt Nam. Nhưng những nhà lãnh đạo cách mạng Lào kiên quyết giữ vững đường lối riêng của mình và lực lượng kháng chiến Lào ngày càng giành nhiều thắng lợi, buộc đế quốc Mỹ và tay sai phải ký hiệp nghị Geneva năm 1962 công nhận nền trung lập của Lào và nhận có đại biểu của mặt trận Lào yêu nước trong chính phủ Liên hiệp Lào thứ hai ở Lào. Phần 2 La Mã, thời kỳ năm 1965 và 1969, 4 năm, làm yếu và kéo dài cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam. Trong thời kỳ này, ở Trung Quốc diễn ra cái gọi là cuộc đại cách mạng văn hóa, thực chất là một cuộc đấu tranh nội bộ điên cuồng và đẫm máu, đã làm đảo lộn toàn bộ xã hội của Trung Quốc nhằm xóa bỏ cái chủ nghĩa Mác Lênin, phá vỡ Đảng Cộng sản Trung Quốc và cơ cấu nhà nước, khôi phục lại vị trí độc quyền lãnh đạo của Mao Trạch Đông và đường lối Mao Trạch Đông ở trong nước chống Liên Xô, phá hoại cuộc cách mạng của thế giới, cấu kết với đế quốc Mỹ ở nước ngoài, đẩy mạnh việc thực hiện chính sách bành trướng đại dân tộc và bá quyền của nước lớn. Những người lãnh đạo Trung Quốc vì lợi ích chiến lược của họ trong thời kỳ này đã dẫn sâu vào con đường phản bội nhân dân Việt Nam. Điểm 1. Bật đèn xanh cho Mỹ trực tiếp xâm lược vào Việt Nam. Sau cuộc chiến tranh ở Triều Tiên, đế quốc Mỹ đã rút ra bài học là không nên tiến hành một cuộc chiến tranh trên lục địa châu Á, nhất là ở những nước láng giềng của Trung Quốc, để tránh đụng độ quân sự trực tiếp với Trung Quốc. Nhưng hơn 10 năm sau, đế quốc Mỹ lại liều lĩnh tiến hành một cuộc phiêu lưu quân sự ở Việt Nam sau khi gây ra cái gọi là sự kiện Vịnh Bắc Bộ tháng 8 năm 1964. Một trong những nguyên nhân chính là đế quốc Mỹ đã được yên tâm về phía những người cầm quyền ở Trung Quốc. Tháng Giêng năm 1965, qua nhà báo Mỹ Edgar Snow, chủ tịch Mao Trạch Đông có nhắn với lại Washington: quân đội Trung Quốc sẽ không vượt biên giới của mình để đánh nhau. Đó là điều hoàn toàn rõ ràng. Chỉ khi nào Mỹ tấn công, người Trung Quốc mới chiến đấu. Phải chăng như vậy là không rõ ràng? Người Trung Quốc rất bận về công việc nội bộ của mình. Đánh nhau ngoài biên giới nước mình là phạm một cái tội ác. Tại sao người Trung Quốc phải làm như vậy? Và người Nam Việt Nam có thể đương đầu với tình hình. Sau đó, bằng nhiều cách, kể cả bằng cách trực tiếp nói trong các đàm phán Trung Mỹ cấp đại sứ tại Moscow, phía Trung Quốc làm cho Mỹ hiểu rõ câu nói của Mao, chủ tịch Mao Trạch Đông, và yên tâm rằng người không đụng đến ta thì ta không đụng đến người. Do đó, kể từ tháng 2 năm 1965, chính quyền Johnson đã sử dụng cái bộ máy chiến tranh khổng lồ của Mỹ vào chiến trường Việt Nam, đưa quân Mỹ vào miền Nam Việt Nam tiến hành chiến tranh cục bộ, đồng thời làm cho chiến tranh phá hoại bằng không quân chống nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, gây nên biết bao nhiêu tang tóc và tàn phá đối với nhân dân cả nước Việt Nam. Như vậy, những người cầm quyền Trung Quốc đã bộc lộ những tính toán lắt léo, những ý đồ thâm độc của họ. Họ đã đẩy Mỹ xa lầy vào trong cuộc chiến tranh xâm lược của Việt Nam để họ yên tâm làm cuộc cách mạng văn hóa. Khi Mỹ lao vào cuộc phiêu lưu quân sự ở Việt Nam, họ muốn làm yếu cả Mỹ lẫn Việt Nam. Câu nói của Thủ tướng Chu Ân Lai với Tổng thống Ai Cập Anasser là ngày 23 tháng 6
năm 1965 do ông Mohammed Hassanan Haykan, người bạn thân thiết và cố vấn riêng của Tổng thống Nasser kể lại là một bằng chứng hùng hồn. Mỹ càng đưa quân vào Việt Nam thì chúng tôi càng vui lòng, vì chúng tôi biết rằng chúng tôi nắm chúng ở trong tay, chúng tôi có thể lấy vấy máu chúng. Nếu ngài muốn giúp đỡ người Việt Nam thì cần khuyến khích Mỹ ném càng nhiều lính Mỹ vào Việt Nam càng tốt. Đối với nhân dân Việt Nam, những người cầm quyền Trung Quốc chỉ một mực nhấn mạnh là phải đánh lâu dài, đánh du kích, không đánh lớn. Họ giúp nhân dân Việt Nam chủ yếu là giúp vũ khí nhẹ, đạn dược và trang bị hậu cần. Họ không muốn cuộc chiến tranh Việt Nam sớm kết thúc, vì không những họ muốn lực lượng cách mạng Việt Nam suy yếu, mà còn muốn lợi dụng càng lâu càng tốt cái tiếng viện trợ Việt Nam để dương cao cái ngọn cờ cách mạng triệt để, tập hợp lực lượng ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin và đẩy mạnh chiến dịch chống Liên Xô. Không có gì đáng ngạc nhiên khi họ khước từ thi hành một hiệp định quân sự bí mật giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo hiệp định này, về nguyên tắc, đến tháng 6 năm 1965, phía Trung Quốc phải gửi phi công sang giúp Việt Nam. Nhưng ngày 16 tháng 7 năm 1965, Bộ Tổng tham mưu Quân Giải phóng Trung Quốc đã báo cho Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam là phía Trung Quốc không thể gửi phi công sang Việt Nam được vì thời cơ chưa thích hợp, và làm như vậy không ngăn cản được địch đẩy mạnh oanh tạc. Trong cuộc hội đàm với phía Việt Nam tháng 8 năm 1966, họ còn nói Trung Quốc không đủ khả năng về không quân để giúp bảo vệ Hà Nội. Mục thứ hai, phá hoại mọi hành động thống nhất ủng hộ Việt Nam chống Mỹ xâm lược. Để Việt Nam bắt buộc phải lệ thuộc vào Trung Quốc, những người cầm quyền Bắc Kinh đã ra sức ngăn cản mọi hành động thống nhất của các lực lượng cách mạng và tiến bộ trên thế giới ủng hộ Việt Nam chống lại Mỹ. Ngày 28 tháng 2 năm 1965, họ bác bỏ dự thảo do phía Việt Nam đề nghị ngày 22 tháng 5 năm 1965 là các nước xã hội chủ nghĩa ra tuyên bố chung lên án Mỹ tăng cường chiến tranh xâm lược chống nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tháng 3 năm 1965, họ lại hai lần bác bỏ đề nghị của Liên Xô về vấn đề thống nhất hành động để bảo đảm an ninh của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chính vì thế, họ đã bác bỏ đề nghị của Liên Xô lập cầu hàng không qua Trung Quốc, lập các sân bay trên đất Trung Quốc để bảo vệ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tháng 2 năm 1966, Chủ tịch Mao Trạch Đông bác bỏ việc thành lập một mặt trận quốc tế ủng hộ Việt Nam đã được nêu trong cuộc hội đàm cấp cao của Việt Trung. Tháng 3 năm 1966, cũng Chủ tịch Mao Trạch Đông bác bỏ việc thành lập mặt trận quốc tế thống nhất ủng hộ Việt Nam do Đảng Cộng sản Nhật Bản nêu trong cuộc hội đàm cấp cao với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và sau đó bọn tay sai của Bắc Kinh đã trắng trợn hành hung đại diện của Đảng Cộng sản Nhật Bản ngay tại Trung Quốc. Nhưng những người cầm quyền Trung Quốc lại muốn thành lập một cái gọi là mặt trận nhân dân thế giới mà do họ khống chế. Cần lập thành lập mặt trận thống nhất thế giới rộng rãi nhất để chống lại đế quốc Mỹ và tay sai. Tất nhiên, mặt trận đó không thể bao gồm họ, tức là Liên Xô được. Đi đối với việc phá hoại mọi hành động thống nhất ủng hộ Việt Nam, họ đã gây khó khăn rất lớn cho việc vận chuyển hàng viện trợ của Liên Xô vào và các nước xã hội chủ nghĩa khác quá cảnh đất Trung Quốc, và tìm cách điều chỉnh sự viện trợ đó
để hạn chế khả năng đánh lớn của nhân dân Việt Nam, đặc biệt trong các mùa khô. Trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc, nhân dân Việt Nam, nhân dân Lào và nhân dân Campuchia đã đoàn kết chặt chẽ với nhau, và đó là cái truyền thống, là một nhân tố thắng lợi của nhân dân ba nước. Sau khi Mỹ tăng cường chiến tranh chống nhân dân Việt Nam và uy hiếp độc lập, hòa bình và trung lập của Lào và Campuchia, vào tháng 3 năm 1965, Hội nghị Nhân dân các nước Đông Dương đã họp ở Phnom Penh, mặt trận đoàn kết chống Mỹ của các nhân dân các nước Đông Dương đã được hình thành. Những người cầm quyền phía Trung Quốc bên ngoài buộc phải hoan nghênh kết quả của hội nghị, nhưng bên trong đã mưu toan phá hoại mặt trận đoàn kết nhân dân ba nước Đông Dương. Theo chính sách cổ truyền chia để trị của tất cả các bọn đế quốc và bọn phản động, họ đã chia rẽ ba nước Đông Dương, làm suy yếu và cô lập Việt Nam, hòng đánh tỉa từng nước. Năm 1966 tại Lào, trong các vùng giải phóng do mặt trận Lào yêu nước quản lý, theo kế hoạch của Bắc Kinh, người Hoa đã tìm cách chia rẽ người Lào với người Việt Nam, tuyên truyền xuyên tạc và xúi dục một số phần tử chống lại Đảng và nhân dân cách mạng Lào. Mặt khác, Bắc Kinh tranh thủ chính quyền Vương quốc Lào, đẩy mạnh việc giúp Lào làm hệ thống đường ở 5 tỉnh Bắc Lào, nối liền với cao nguyên Vân Nam của Trung Quốc, và có những cái nhánh đi về hướng Việt Nam, Thái Lan, nhằm tạo điều kiện can thiệp vào việc nội bộ của Lào và chuẩn bị cho những kế hoạch bành trướng sau này. Ở Campuchia, từ trước năm 1965, những người cầm quyền Trung Quốc đã trắng trợn vu cáo Việt Nam thật rõ ràng là chính họ đã bán rẻ những lợi ích đó. Từ năm 1965, họ nắm Pol Pot và thúc đẩy y cùng đồng bọn tiến hành đấu tranh và vũ trang chống lại chính quyền Sihanouk đang liên minh với các lực lượng kháng chiến Việt Nam và Lào. Và nửa cuối năm 1969, sau khi Lông Nôn lên làm thủ tướng, những người cầm quyền Trung Quốc đã ủng hộ quan điểm của Lông Nôn là quân giải phóng miền Nam Việt Nam phải rút khỏi các căn cứ của Campuchia và không được dùng cảng Sihanouk Vinh vào việc vận chuyển hậu cần. Và chính trong cái thời gian này, bè lũ Pol Pot, Lênh Sari cũng đòi quân giải phóng miền Nam Việt Nam rút ra khỏi căn cứ ở Campuchia. Trái với sự mong ước của Bắc Kinh, mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam vẫn hình thành. Trên thực tế, tình đoàn kết giữa nhân dân và các nước Đông Dương ngày càng củng cố, và nhân dân Việt Nam càng ngày càng đáng mạnh, càng giành thêm nhiều thắng lợi. Mục 3. Ngăn cản cuộc thương lượng của Việt Nam với Mỹ để kéo Mỹ xuống thảm. Ngay từ đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược, chủ trương của Việt Nam là tiến hành đấu tranh trên ba mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao. Đầu năm 1968, khi cuộc chiến tranh của Mỹ đã đến đỉnh cao nhất, nhân dân Việt Nam đã tiến hành thắng lợi cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, giáng cho địch một đòn quyết liệt làm đảo lộn thế chiến lược của chúng, buộc chính quyền Mỹ phải xuống thang chiến tranh và ngồi vào đàm phán với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Paris. Trong cuộc đàm phán với Việt Nam vào tháng 4 năm 1968, phía Trung Quốc thú nhận rằng tuyên bố ngày 28 tháng Giêng năm 1967 của chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa về việc đàm phán với Mỹ đã gây ảnh hưởng sốc và tốt. Ngay đồng minh của Mỹ và cả De Gaulle cũng đòi chấm dứt ném bom không điều kiện. Nhưng họ vẫn cho rằng lúc này Việt Nam chấp nhận đàm phán chưa phải là thời cơ và trên tư thế cao. Ta đã nhân nhượng một cách vội vã. Từ ngày 13 tháng 5 năm 1968, ngày khai mạc hội nghị Paris, đến trung tuần tháng 10 năm 1968, bộ máy tuyên truyền của Bắc Kinh không đưa ra một cái tin nào về cuộc đàm phán giữa Việt Nam và Mỹ.
nhưng lại nhấn mạnh rằng nhân dân Việt Nam cần giải quyết số phận cuộc đấu tranh của mình không phải trên bàn hội nghị mà là trên chiến trường, thậm chí còn đe dọa rằng nếu miền Nam Việt Nam không được bảo đảm thì cuối cùng sẽ đưa đến chỗ mất toàn bộ Việt Nam. Xu hướng Mỹ buộc phải chấm dứt ném bom miền Bắc Việt Nam càng lộ rõ thì phản ứng của Bắc Kinh lại càng mạnh. Ngày 9 tháng 10 năm 1968, một nhà lãnh đạo Trung Quốc đã gặp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Ngoại thương của Việt Nam tại Bắc Kinh và yêu cầu báo cáo với lãnh đạo Việt Nam rằng họ coi việc Mỹ chấm dứt ném bom miền Bắc Việt Nam là một sự thỏa hiệp của Việt Nam và Mỹ, là một thất bại lớn và tổn thất lớn đối với nhân dân Việt Nam giống như cuộc đàm phán của Hiệp định Geneva năm 1954 là một sai lầm. Họ đề nghị về phía Việt Nam nên để cho Mỹ bắn phá trở lại khắp miền Bắc. Làm như vậy là để Mỹ phân tán mục tiêu oanh tạc, đồng thời cũng chia rẽ bớt sẽ khó khăn cho miền Nam. Ngăn cản nhân dân Việt Nam thương lượng với Mỹ và khuyến khích Mỹ tăng cường cuộc ném bom miền Bắc Việt Nam. Đây là cái chính mà tướng Mỹ Maxwell Taylor đã gọi đó là quyết tâm của những người lãnh đạo Trung Quốc đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng nhằm làm suy yếu Việt Nam, có lợi cho chính sách bành trướng của họ, tức là Trung Quốc. Trong cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngoại thương Việt Nam nói trên, phía Trung Quốc còn trắng trợn vu khống là Việt Nam đàm phán với Mỹ là do nghe lời của Liên Xô và yêu cầu phía Việt Nam phải có lựa chọn. Hoặc là muốn đánh thắng Mỹ thì phải cắt ngang với quan hệ với Liên Xô, hoặc là muốn thỏa hiệp với Mỹ, dùng viện trợ của Trung Quốc đánh Mỹ để đạt mong muốn đàm phán với Mỹ thì sự viện trợ của Trung Quốc sẽ mất hết ý nghĩa của nó. Ngày 17 tháng 10 năm 1968, Bộ trưởng Ngoại giao Trần Nghị đến gặp đại diện Việt Nam thông báo tuyên bố của những người lãnh đạo Trung Quốc về cuộc đàm phán giữa Việt Nam và Mỹ. Lần này, nếu các đồng chí chấp nhận bốn bên đàm phán, tức là giúp cho Johnson và Humphrey đạt được thắng lợi trong bầu cử để cho nhân dân miền Nam Việt Nam vẫn ở dưới cái sự đô hộ của đế quốc Mỹ và bù nhìn, không được giải phóng, làm cho nhân dân miền Nam Việt Nam còn có khả năng bị tổn thất lớn hơn nữa. Như vậy, giữa hai đảng và hai nước chúng ta còn cần nói chuyện gì nữa? Chấm dấu hỏi. Đe dọa cắt quan hệ giữa hai đảng là một thủ đoạn trắng trợn, đê hèn, một sức ép lớn nhất của những người lãnh đạo Trung Quốc đối với Việt Nam. Đi đối với việc đe dọa bằng lời lẽ thô bạo là việc đe dọa bằng hành động thực sự. Năm 1968, khi bàn về vấn đề viện trợ cho Việt Nam trong năm 1969, những người cầm quyền Bắc Kinh đã giảm kim ngạch viện trợ hơn 20% so với kim ngạch viện trợ năm 1968. Hơn thế nữa, tháng 8 năm 1969, họ đã trắng trợn nói, thế Việt Nam đánh hay hòa để cho Trung Quốc tính việc viện trợ. Thực tế, Trung Quốc đã giảm kim ngạch viện trợ năm 1970 hơn 50% so với năm 1968. Sự thật là, không phải đến năm 1968 những người lãnh đạo Bắc Kinh mới dùng cái vấn đề viện trợ để ép Việt Nam. Tháng 4 năm 1966, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc là Đặng Tiểu Bình đã nói với một nhà lãnh đạo Việt Nam rằng năm 1964, đồng chí Mao Trạch Đông có phê bình chúng tôi là quá nhiệt tâm đối với vấn đề Việt Nam. Vậy chúng tôi mới thấy rõ, đồng chí Mao đã nhìn xa. Phần Việt Nam đã trả lời, sự nhiệt tình của một nước xã hội chủ nghĩa đối với một nước xã hội chủ nghĩa khác là xuất phát từ tinh thần quốc tế vô sản. Chúng tôi không bao giờ nghĩ tới nhiệt tâm là có hại. Nếu các đồng chí nhiệt tâm giúp đỡ thì chúng tôi có thể đỡ hy sinh 2 hay 3 triệu người.
miền Nam chúng tôi sẽ chống Mỹ đến cùng và chúng tôi sẽ giữ vững tinh thần quốc tế vô sản để tăng sức ép đối với Việt Nam. Những người lãnh đạo Trung Quốc còn chỉ thị cho sứ quán của họ ở Hà Nội xúi dục tổ chức người Hoa Việt Nam gây rối chống lại chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cùng với hàng vạn người thuộc bộ đội hậu cần Trung Quốc sang làm đường giúp Việt Nam ở những tỉnh phía Bắc từ năm 1965 đến năm 1968. Bọn phản động người Hoa tuyên truyền cho tư tưởng Mao Trạch Đông và cách mạng văn hóa xuyên tạc đường lối của Việt Nam, tổ chức các mạng lưới gián điệp. Những người cầm quyền Bắc Kinh còn cho những người gọi là tị nạn cách mạng văn hóa xâm nhập vào các tỉnh biên giới ở phía Bắc Việt Nam để làm tình báo và tổ chức các đội quân ngầm. Nhưng nhân dân Việt Nam quyết tâm giữ vững đường lối độc lập, tự chủ, không gì lay chuyển được của mình. Tất cả những thủ đoạn thô bạo gây sức ép, tất cả những thủ đoạn hèn hạ về chính trị của Bắc Kinh đều đã thất bại. Mỹ đã buộc phải chấm dứt không điều kiện việc ném bom miền Bắc Việt Nam. Và từ đầu tháng 11 năm 1968, và ngồi vào cuộc hội nghị bốn bên ở Paris, có Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tham gia từ đầu năm 1969. Cái phần 3, cái chương 3 nhé, chúng tôi đọc cho các bạn nghe, nó gồm có phần 1, 10 năm, từ năm 1954 tới 64. Phần thứ 2 từ năm 1965 tới năm 1969. Và phần 3 đây là từ năm 1969 đến năm 1973. Và cuối cùng, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi còn sức để đọc thêm cái phần này vì nó rất hấp dẫn. Số 3 La Mã, thời kỳ năm 1969 và 1973, đàm phán với Mỹ trên lưng nhân dân Việt Nam. Năm 1969, một cuộc đại cách mạng văn hóa ở Trung Quốc về cơ bản hoàn thành. Những người cầm quyền Bắc Kinh bên trong thì ra sức củng cố quyền lãnh đạo của Chủ tịch Mao Trạch Đông để ổn định tình hình và đẩy mạnh sản xuất. Bên ngoài thì thi hành mọi biện pháp để đẩy nhanh cái quá trình nhích lại gần đế quốc Mỹ, nhằm ngoi lên một cái địa vị một cường quốc lớn, bình thường hóa quan hệ với Trung Mỹ và giải quyết vấn đề Đài Loan. Họ mưu toan dùng con bài Việt Nam để đạt mục tiêu đối ngoại đó. Đến năm 1969, là năm đầu của Nixon vào Nhà Trắng, ông ta đưa ra cái gọi là học thuyết Nixon nhằm cứu vãn và khôi phục địa vị của đế quốc Mỹ trên thế giới đã bị suy yếu trầm trọng do hậu quả của cuộc chiến tranh Việt Nam, và bắt đầu thực hiện cái chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh nhằm rút quân Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam mà vẫn giữ được chính quyền tay sai Nguyễn Văn Thiệu. Thời kỳ năm 1969 và 1973 là một cái thời kỳ nhân dân Việt Nam đẩy mạnh cuộc tiến công trên chiến trường cũng như là tại hội nghị bốn bên ở Paris, ngày càng giành thêm nhiều thắng lợi. Thì đây cũng là thời kỳ mà Bắc Kinh và Washington tăng cường tiếp xúc, bắt tay công khai với nhau và bàn bạc không những các vấn đề tay đôi mà cả các vấn đề thuộc về chủ quyền của nhân dân Việt Nam và của nhân dân các nước ở Đông Dương. Điểm thứ nhất, công khai phản bội nhân dân Việt Nam. Từ tháng 11 năm 1968, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra tuyên bố là tỏ ý muốn nối lại các cuộc đàm phán Trung-Mỹ ở Vashkava và cùng với Mỹ ký một thỏa thuận cùng tồn tại hòa bình. Tiếp đó, Trung Quốc đã tích cực đáp ứng những tín hiệu của phía Mỹ. Sau khi lên làm Tổng thống, Nixon báo cho Trung Quốc là các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Trung Quốc có thể tiến hành ở Trung Quốc. Phía Trung Quốc đã trả lời là bản thân Nixon có thể đến Bắc Kinh hoặc cử một phái viên đến để thảo luận về vấn đề Đài Loan. Tháng 6 năm 1970, Trung Quốc và Mỹ đã thỏa thuận là đại sứ Trung Quốc Hoàng Chấn và Kissinger sẽ tiến hành những cuộc đàm phán bí mật mỗi khi Kissinger đến Paris đàm phán với Việt Nam. Ngày 10 tháng 12 năm 1970, qua người bạn thân là Edgar Snow, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã đưa ra lời mời Tổng thống Nixon sang thăm Trung Quốc.
ông ta chắc chắn sẽ được hoan nghênh vì hiện nay những vấn đề giữa Trung Quốc và Mỹ phải được giải quyết với Nixon. Đây là bước ngoặt của Bắc Kinh có ý nghĩa quyết định trong quan hệ Trung Mỹ, đồng thời là bước ngoặt công khai để phản bội cuộc cách mạng ở Việt Nam và cách mạng Đông Dương, phản bội cuộc cách mạng thế giới, và Bắc Kinh tăng cường các cuộc tiếp xúc công khai với Mỹ. Vào tháng 3 năm 1971, Trung Quốc mời một phái đoàn bóng bàn Mỹ sang thăm Trung Quốc, mở đầu cái mà dư luận thế giới gọi là ngoại giao bóng bàn. Tháng 7 năm 1971 và tháng 10 năm 1971, Kissinger, đặc phái viên của Nixon sang Bắc Kinh. Tháng 2 năm 1972, Nixon sang thăm Trung Quốc, thông báo cho phía Việt Nam biết cuộc đi thăm Bắc Kinh lần thứ nhất của Kissinger ngày 13 tháng 7 năm 1971, đoàn đại biểu cao cấp Trung Quốc đã nói. Tháng 2 năm 1972, Nixon đã sang thăm Trung Quốc. Vấn đề Đông Dương là quan trọng nhất trong cái cuộc gặp gỡ của giữa chúng tôi và Kissinger. Kissinger nói rằng Mỹ đã gắn việc giải quyết vấn đề Đông Dương với việc giải quyết vấn đề Đài Loan. Và Mỹ nói có rút được quân Mỹ ở Đông Dương thì mới rút quân Mỹ ở Đài Loan. Thì đối với Trung Quốc, vấn đề mà rút quân Mỹ ra khỏi Việt Nam, miền Nam là vấn đề số 1. Còn vấn đề Trung Quốc vào Liên Hiệp Quốc là vấn đề số 2. Khi Kissinger kết thúc cuộc đi thăm Trung Quốc, hai bên đã ký thông cáo Thượng Hải ghi nhận kết quả cuộc hội đàm giữa hai bên, trong đó có một đoạn như sau. Mỹ khẳng định mục tiêu cuối cùng là rút hết các lực lượng và cơ sở quân sự ra khỏi Đài Loan, trong khi chờ đợi tùy theo tình hình căng thẳng ở trong khu vực này để giảm đi, Mỹ sẽ dần dần giảm lực lượng và cơ sở quân sự của Mỹ ở Đài Loan. Đầu tháng 3 năm 1972, khi thông báo cho phía Việt Nam về cuộc hội đàm. Đầu tháng 3 năm 1972, khi thông báo cho phía Việt Nam về cuộc hội đàm với Nixon, đại diện cả những người lãnh đạo Trung Quốc đã giải thích về đoạn thông báo trên như sau. Muốn bình thường hóa quan hệ Trung Mỹ, muốn làm dịu tình hình ở Viễn Đông, thì trước hết phải giải quyết vấn đề Việt Nam và Đông Dương. Chúng tôi không đòi giải quyết vấn đề Đài Loan trước. Vấn đề Đài Loan là bước sau. Thâm tâm của Bắc Kinh là muốn lợi dụng vấn đề Việt Nam để giải quyết trước vấn đề Đài Loan. Nhưng Việt Nam phải kiên quyết giữ vững đường lối độc lập, tự chủ của mình. Do đó những người lãnh đạo Trung Quốc và Tổng thống Nixon mới thỏa thuận trong khi chờ đợi tùy theo tình hình căng thẳng trong khu vực này giảm đi. Điều đó có nghĩa là nếu Bắc Kinh muốn thúc đẩy việc rút lực lượng và cơ sở quân sự của Mỹ ra khỏi Đài Loan, thì họ cần phải ép Hà Nội đi vào một cái giải pháp thỏa hiệp với Mỹ. Về phía Trung Quốc, dùng cái củ cà rốt viện trợ nếu năm 1968, vì phản đối Việt Nam đàm phán với Mỹ, họ đã giảm kim ngạch viện trợ cho Việt Nam năm 1971 và năm 1972. Để lôi kéo Việt Nam đi vào cái chiều hướng của Bắc Kinh, thỏa hiệp với Mỹ, họ đã dành cho Việt Nam viện trợ cao nhất của họ so với những năm trước đó. Đây cũng là một cái thủ đoạn nhằm che đậy sự phản bội của họ, nhằm xoa dịu sự công phẫn của nhân dân Việt Nam. Đi đối với sự tăng thêm viện trợ là sự thúc ép liên tục để Việt Nam chấp nhận cái giải pháp của Mỹ. Ngày 18 tháng 7 năm 1971, phía Trung Quốc thông báo cho phía Việt Nam phương án 4 điểm của Mỹ: rút quân và thả tù binh trong 12 tháng kể từ ngày 1 tháng 8 năm 1971. Ngưng bắn toàn Đông Dương và giải pháp theo kiểu Geneva 1954. Và rút quân vì thể diện Mỹ muốn để lại một số cố vấn kỹ thuật về chính trị. Mỹ không muốn bỏ Nguyễn Văn Thiệu cũng như không muốn bỏ Cyril Matac. Trong cuộc hội đàm về phía Việt Nam tháng 11 năm 1971, họ nói Việt Nam nên tranh thủ thời cơ để giải quyết trước vấn đề rút quân Mỹ và quan tâm tới cái giải quyết vấn đề tù binh Mỹ. Việc đánh đổ ngụy quyền Sài Gòn là lâu dài. Trong dịp này,
sau khi nhắc lại ý của phía Mỹ là Mỹ có nhiều bạn cũ, Mỹ cần phải giữ. Chủ tịch Mao Trạch Đông nói, vấn đề Đài Loan là vấn đề trường kỳ, có lẽ mấy năm không giải quyết xong đâu. Mà nếu xét nhanh hay chậm thì tôi thiên về phía chậm hơn. Hiện nay tưởng có khoảng chừng 65 vạn quân, ở giữa lại có eo biển, chúng tôi không sang được. Nó vẫn cứ đóng ở đó. Trời thì không đến nơi, thì bụi thì không đi. Sau khi mà Nixon kết thúc chuyến đi thăm Trung Quốc, Kissinger nói với các nhà báo ngày 1 tháng 3 năm 1972 rằng từ nay Nixon và bản thân y chỉ còn nhìn về Moscow và nghiền nát Việt Nam. Từ tháng 4 năm 1972, Mỹ ném bom trở lại và thả mình phong tỏa các cảng miền Bắc Việt Nam và đánh phá ác liệt miền Nam Việt Nam nhằm đối phó với cuộc tiến công chiến lược mùa xuân năm 1972 của nhân dân Việt Nam và cứu vãn sự sụp đổ của chế độ Nguyễn Văn Thiệu. Bước phiêu lưu quân sự này chính là hậu quả rõ ràng của sự đồng lõa giữa những người cầm quyền Trung Quốc và Nixon. Việc Hiệp định Paris không được ký tắt vào cuối tháng 10 năm 1972, ai cũng rõ đó là do sự lật lọng của Kissinger và Nixon. Nhưng những người cầm quyền Trung Quốc lại đứng trên quan điểm của Mỹ để gây sức ép với Việt Nam. Ngày 1 tháng 11 năm 1972, họ yêu cầu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa báo cáo với lãnh đạo Việt Nam, Việt Nam nên nhân nhượng về hai vấn đề rút quân miền Bắc và miền Bắc Việt Nam không nhận viện trợ quân sự để có thể ký kết được hiệp định. Vào ngày 5 tháng 12 năm 1972, Đại sứ Trung Quốc Hoàng Chấn chuyển tới phía Việt Nam lời đe dọa của Kissinger. Đàm phán đã đến lúc có hậu quả nghiêm trọng. Bắc Việt Nam đòi Mỹ hoặc trở lại hiệp định cũ hoặc nhận một hiệp định xấu hơn. Mỹ không thể chấp nhận cả hai điều kiện đó. Nếu Việt Nam cứ giữ một lập trường đó thì đàm phán đứt quãng và Mỹ sẽ có mọi hành động bảo vệ nguyên tắc của mình. Đó chính là giọng lưỡi chuẩn bị trong cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B-52 những ngày cuối của năm 1972 nhằm hủy diệt Hà Nội và Hải Phòng, hòng khuất phục nhân dân Việt Nam, buộc nhân dân Việt Nam phải chấp nhận giải pháp do đế quốc Mỹ áp đặt. Trước sự cấu kết của Bắc Kinh với Washington để phản bội nhân dân Việt Nam vẫn kiên cường đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ và tin tưởng vào thắng lợi của mình. Khi phía Trung Quốc thông báo với phía Việt Nam rằng trong chuyến thăm Trung Quốc, Nixon cũng sẽ cùng những người lãnh đạo Trung Quốc bàn về vấn đề Việt Nam và những người lãnh đạo Việt Nam đã thẳng thắn trả lời: Việt Nam là của chúng tôi, các đồng chí không được bàn với Mỹ về vấn đề Việt Nam. Các đồng chí đã nhận sai lầm năm 1954 rồi, bây giờ không nên sai lầm thêm một lần nữa. Về phía Trung Quốc thông báo chuyến đi thăm Trung Quốc của Nixon, những người lãnh đạo Việt Nam nói: trong cuộc chiến đấu chống Mỹ, nhân dân Việt Nam phải thắng. Tới đây, đế quốc Mỹ có thể đánh phá trở lại miền Bắc ác liệt hơn. Nhưng nhân dân Việt Nam không sợ. Nhân dân Việt Nam nhất định thắng. Bất chấp mọi sức ép của Bắc Kinh và Washington, nhân dân Việt Nam không những không nhân nhượng về những vấn đề có tính cách nguyên tắc, mà còn trừng trị đích đáng đế quốc Mỹ về những tội ác của chúng. Và cuối cùng buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris về Việt Nam ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Mục thứ hai, nắm chọn vấn đề Campuchia. Trong khuôn khổ đường lối hòa hoãn và cấu kết với đế quốc Mỹ, dọn con đường bành trướng xuống phía đông nam châu Á sau này, đồng thời phá hoại mặt trận đoàn kết nhân dân của các nước ở Đông Dương,
gây thêm sức ép đối với Việt Nam. Thì từ năm 1970, Bắc Kinh đã tìm cách nắm các lực lượng Campuchia, thi hành một chính sách rất phức tạp đối với Campuchia, nhưng trước sau chỉ để nhằm một mục tiêu duy nhất vì lợi ích. Đây, ích kỷ của họ. Dư luận còn nhớ, bọn đế quốc và phản động đã gây ra một cuộc đảo chính ngày 18 tháng 3 năm 1970, lật đổ chính phủ của ông Hoàng Norodom Sihanouk, đưa Lông Nôn lên cầm quyền. Lông Nôn vốn là người Campuchia gốc Hoa, lại là người của Mỹ, cho nên những người lãnh đạo Trung Quốc muốn dùng y và bỏ rơi ông Sihanouk. Tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với Đại sứ Việt Nam, Sihanouk không có lực lượng Việt Nam cần ủng hộ Lông Nôn. Trung Quốc đón Sihanouk nhưng vẫn quan hệ tốt với Đại sứ quán của Phnom Penh. Tại Phnom Penh, Đại sứ Trung Quốc cũng nói với điều tương tự với Đại sứ Việt Nam. Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn nói với Đại sứ Việt Nam ở Bắc Kinh là Trung Quốc không đồng ý để sinh viên Việt Nam ở Trung Quốc biểu tình chống Lông Nôn. Ngay sau khi nổ ra một cuộc đảo chính ở Phnom Penh và ông Sihanouk tới Bắc Kinh, thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã sang Trung Quốc thuyết phục những người lãnh đạo Trung Quốc nên ủng hộ ông Sihanouk, đồng thời trực tiếp biểu thị với ông Sihanouk sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với ông và lực lượng kháng chiến Khmer. Ngày 23 tháng 3 năm 1970, ông Sihanouk công bố bản tuyên cáo 5 điểm lên án cuộc đảo chính của Lông Nôn và kêu gọi nhân dân Campuchia đoàn kết để chống đế quốc Mỹ và bè lũ Lông Nôn. Ngày 25 tháng 3 năm 1970, Chính phủ Việt Nam và Dân chủ Cộng hòa tuyên bố hoàn toàn ủng hộ bản tuyên cáo đó. Ngày 7 tháng 4 năm 1970, Chính phủ Trung Quốc mới là tuyên bố ủng hộ bản tuyên cáo của ông Sihanouk. Tuy vậy, họ vẫn tiếp tục có những cuộc tiếp xúc bí mật với chính quyền Lông Nôn. Trong khi đó, với sự giúp đỡ của các lực lượng vũ trang Việt Nam, lực lượng kháng chiến Khmer giành thêm nhiều chiến thắng mới, giải phóng 1/4 đất nước. Chỉ sau khi Nixon đưa quân Mỹ xâm lược Campuchia gây nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ trên thế giới, và ngay cả ở Mỹ, thì chính phủ Trung Quốc mới cắt đứt quan hệ với chính quyền Lông Nôn ngày 5 tháng 5 năm 1970. Rõ ràng là Việt Nam kiên quyết ủng hộ chính phủ kháng chiến Campuchia và do tình hình thực tế trên chiến trường phát triển có lợi cho các lực lượng kháng chiến, những người cầm quyền Bắc Kinh mới chuyển sang ủng hộ cho ông Sihanouk. Chủ tịch Mao, Chủ tịch Mặt trận Thống nhất Dân tộc Campuchia chống Mỹ xâm lược. Từ đó họ tìm cách nắm chặt ông Sihanouk làm con bài độc quyền của họ để chuẩn bị cho cuộc mặc cả đối với Mỹ. Tuy ủng hộ ông Sihanouk và chính phủ kháng chiến Campuchia, họ vẫn ngấm ngầm duy trì những quan hệ bí mật với bè lũ Lông Nôn Sirik Matak. Mặt khác, tích cực dùng cái bọn Pol Pot, Ieng Sary dần dần biến đảng Khmer thành một đảng phụ vào đảng Cộng sản Trung Quốc, như kiểu các đảng, các nhóm theo Mao Trạch Đông ở Đông Nam Châu Á và một số nước khác trên thế giới. Những người lãnh đạo Trung Quốc đã lợi dụng hội nghị cao cấp ba nước Đông Dương lần thứ nhất vào tháng 4 năm 1970 và họ cố tình làm cho dư luận Mỹ rằng họ đã đóng góp rất nhiều vào cái hội nghị đó. Họ muốn làm chứng tỏ cho Mỹ hiểu rằng họ có thể giúp Mỹ tìm một giải pháp cho cả vấn đề Đông Dương và chính họ là người thay mặt cho Việt Nam và các nước khác ở Đông Dương để đàm phán với Mỹ. Trong cái bối cảnh nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào và nhân dân Campuchia lên liên tiếp giáng những đòn mạnh mẽ vào các kế hoạch phiêu lưu quân sự của Nixon, ông Sihanouk đã đề nghị triệu tập một hội nghị cấp cao lần thứ hai của nhân dân các nước Đông Dương vào cuối năm 1971.
nhằm phát huy thắng lợi, đẩy mạnh cuộc chiến đấu chống Mỹ của nhân dân các nước ở Đông Dương. Bề ngoài những người lãnh đạo Trung Quốc tán thành cái đề nghị đó, nhưng bên trong họ lại giật dây cho bọn Pol Pot. Ieng Sary phản đối. Mặt khác, nhân chuyến đi thăm Việt Nam vào tháng 3 năm 1971, họ đã gợi ý triệu tập một hội nghị 5 nước, 6 bên, gồm có hai miền Nam và Bắc Việt Nam, Lào, Campuchia, Trung Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trên đất Trung Quốc nhằm mục tiêu chống Nhật. Ý đồ của họ là phá hoại cái khối đoàn kết, lái chệch cái mục tiêu đấu tranh của các nước Đông Dương, đồng thời tập hợp các lực lượng dưới sự chỉ đạo của Bắc Kinh để họ có thể đi vào đàm phán với Mỹ. Về phía Việt Nam ủng hộ đề nghị của ông Sihanouk, không tán thành họp hội nghị 5 nước 6 bên như là Trung Quốc đã gợi ý, cũng không tán thành quan điểm cho rằng nguy cơ ấy bây giờ là Nhật, vì kẻ thù chính của nhân dân ba nước Đông Dương vẫn là đế quốc Mỹ xâm lược. Do đó kế hoạch hội nghị 5 nước 6 bên của Bắc Kinh hoàn toàn thất bại. Trong lúc tìm cách nắm chọn vấn đề Campuchia, những người lãnh đạo Trung Quốc còn mưu toan nắm cái con đường vận chuyển quân sự qua ba nước Đông Dương. Trong mấy năm liền, cho đến năm 1972, họ đã đề nghị giúp làm đường vận chuyển hàng phục vụ chiến trường từ miền Bắc cho đến miền Nam Việt Nam, Lào và Campuchia trên con đường mòn Hồ Chí Minh, và hứa cung cấp cho Việt Nam đủ xe, người lái và khoảng 20 vạn quân nhân Trung Quốc để bảo đảm cho công việc này. Ý đồ của họ là qua đó nắm toàn bộ vấn đề Đông Dương để buôn bán với Mỹ và để chuẩn bị bàn đạp đi xuống Đông Nam Á Châu. Tất nhiên, về phía Việt Nam không chấp nhận đề nghị đó. Nếu trước đây những người lãnh đạo Trung Quốc ngấm ngầm làm yếu cái cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam, thì trong thời kỳ 1969-1963, nhất là từ năm 1971, họ đã công khai cấu kết với đế quốc Mỹ xâm lược, cứu nguy cho chúng trước cuộc tiến công chiến lược mới của nhân dân Việt Nam. Lấy cái con bài Việt Nam để buôn bán với Mỹ. Nếu trước đây họ đã ngấm ngầm chia rẽ nhân dân ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia nhằm cô lập Việt Nam, thì trong thời kỳ này họ đã bắt đầu dựng bè lũ Pol Pot, Ieng Sary để phá hoại cách mạng ba nước Đông Dương một cách tích cực, chuẩn bị biến Campuchia thành một cái bàn đạp để tiến công Việt Nam, khống chế bán đảo Đông Dương và từ đó bành trướng xuống Đông Nam Á châu Âu, Đông Nam châu Á. Sau này, họ đã phơi trần cái bộ mặt ghê gớm của kẻ phản bội nhân dân Việt Nam cũng như phản bội nhân dân Lào và nhân dân Campuchia. Và phần số 4 La Mã là phần cuối cùng trong cái chương thứ tư. Thời kỳ 1973-1975, cản trở nhân dân Việt Nam giải phóng hoàn toàn miền Nam. Theo Hiệp định Paris về Việt Nam, Mỹ phải rút hết đội quân viễn chinh của Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam, cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam, thừa nhận ở miền Nam Việt Nam có hai vùng, hai chính quyền, hai quân đội và ba lực lượng chính trị, và các bên Việt Nam cũng thành lập một chính phủ liên hiệp ba thành phần ở miền Nam Việt Nam. Đó là thắng lợi, một đường lối độc lập, tự chủ và cuộc chiến đấu ngoan cường của nhân dân Việt Nam là thắng lợi của phong trào nhân dân thế giới đoàn kết với nhân dân Việt Nam. Đó là thất bại của sự mua bán bẩn thỉu trên lưng nhân dân Việt Nam giữa chính quyền Nixon và những người lãnh đạo Trung Quốc, thể hiện trong thông cáo Thượng Hải. Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam luôn luôn chủ trương thi hành nghiêm chỉnh
Hiệp định Paris và đòi Mỹ Thiệu cũng phải có một cái thái độ như vậy. Nhưng Mỹ Thiệu mưu toan phá hoại việc thi hành hiệp định đó, chỉ muốn thi hành những điều khoản có lợi cho Mỹ, và đối với các điều khoản khác họ vi phạm ngay từ phút đầu. Lúc hiệp định Paris bắt đầu có hiệu lực cũng là lúc Mỹ Thiệu đưa hàng vạn quân, có máy bay, trọng pháo và xe tăng yểm trợ đổ bộ lên cửa Việt, hòng chiếm lấy vùng giải phóng của Bắc tỉnh Quảng Trị. Sau đó quân Ngụy liên tiếp tấn công trên khắp miền Nam Việt Nam, lấn chiếm nhiều vùng giải phóng do chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam quản lý. Âm mưu của Mỹ Ngụy là xóa bỏ cái tình hình thực tế có hai vùng, hai chính quyền, đặt lại toàn bộ miền Nam Việt Nam dưới cái ách thống trị thực dân kiểu mới, kéo dài chia cắt đất nước Việt Nam. Những người lãnh đạo Trung Quốc tỏ vẻ hoan nghênh cái hiệp định Paris về Việt Nam, nhưng trên thực tế, để thực hiện sự thỏa thuận với Mỹ và tăng cường cấu kết với Mỹ, đồng thời tiếp tục làm suy yếu, hòng khuất phục Việt Nam, họ tìm mọi cách ngăn trở cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam nhằm đánh bại âm mưu của Mỹ. Họ tìm mọi cách cản trở cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam nhằm đánh bại âm mưu của Mỹ Thiệu phá hoại Hiệp định Paris và giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất nước nhà. Mục thứ nhất của phần 4 là mã kiềm chế cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam chống Mỹ Thiệu phá hoại Hiệp định Paris. Trong cuộc hội đàm ở Paris tháng 6 năm 1973, Chủ tịch Mao Trạch Đông nói với Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thủ tướng Phạm Văn Đồng: ở miền Nam Việt Nam cần ngừng chiến đấu nửa năm, một năm, một năm rưỡi và hai năm càng tốt. Cách mạng miền Nam nên chia làm hai bước, gộp lại là một, người Mỹ không chịu đâu. Vấn đề là trong tay chính quyền Nguyễn Văn Thiệu còn có mấy chục vạn quân. Và ông ta nhắc lại đến luận điểm cái chổi đã nói với ở phía Việt Nam trước đây. Thủ tướng Chu Ân Lai thì nói: trong một thời gian chưa có thể nói dứt khoát là 5 năm hay 10 năm, Việt Nam và Đông Dương nghỉ ngơi được càng tốt, tranh thủ thời gian đó mà nhân dân miền Nam Việt Nam, Lào, Campuchia thực hiện hòa bình, trung lập một thời gian. Và để tỏ thiện chí với nhân dân Việt Nam, những người lãnh đạo Trung Quốc hứa hẹn sẽ tiếp tục viện trợ trong 5 năm với mức kim ngạch như năm 1973. Sự thật là khi đó họ đã ngưng hoàn toàn viện trợ về quân sự. Còn về vấn đề viện trợ kinh tế, họ nhận chủ yếu phục hồi các cơ sở do Trung Quốc giúp trước đây và đã bị Mỹ đánh phá, nhưng họ kéo dài việc thực hiện và có nơi lại còn không thực hiện nữa. Những người cầm quyền Trung Quốc thực chất muốn Việt Nam không làm gì cả, kể cả khi chính quyền Sài Gòn đưa quân lấn chiếm vùng giải phóng. Đứng trước những cái hành động quân Ngụy Sài Gòn lấn chiếm vùng giải phóng ngày càng tăng cường, vào tháng 10 năm 1973, Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang miền Nam Việt Nam buộc phải ra lệnh kiên quyết đánh trả. Gần một tháng sau đó, trong chuyến Kissinger đi thăm Bắc Kinh, hai bên ra thông cáo thỏa thuận là trong tình hình đặc biệt nghiêm trọng hiện nay, hai bên cần tiến hành liên hệ thường xuyên ở các cấp, có thẩm quyền để trao đổi ý kiến về những vấn đề cùng quan tâm. Thực tế, đó là sự phối hợp giữa những người cầm quyền Trung Quốc và Mỹ nhằm ngăn cản một cuộc đấu tranh của các lực lượng vũ trang ở miền Nam Việt Nam. Những người cầm quyền Bắc Kinh còn khuyên Mỹ đừng thua ở Việt Nam, đừng rút lui khỏi Đông Nam châu Á. Thâm độc hơn nữa, họ tìm cách lôi kéo nhiều tướng tá và quan chức ngụy quyền Sài Gòn hợp tác với họ, thậm chí cho những người thuyết phục tướng Dương Văn Minh, tổng thống vào những ngày cuối cùng của chế độ Sài Gòn, tiếp tục chống lại
cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân miền Nam Việt Nam. Mục thứ hai trong phần 4 Nam Á. Xâm chiếm lãnh thổ của Việt Nam gây căng thẳng ở biên giới. Từ năm 1973, những người cầm quyền Trung Quốc tăng cường những hành động khiêu khích và lấn chiếm đất đai ở những tỉnh biên giới của phía Bắc Việt Nam, nhằm làm yếu những yếu tố cố gắng của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh và giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam. Đồng thời, họ ngăn cản Việt Nam thăm dò khai thác tài nguyên thiên nhiên của mình để nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế. Ngày 26 tháng 12 năm 1973, phía Việt Nam đề nghị mở cuộc đàm phán để xác định chính thức đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc trong vịnh Bắc Bộ, nhằm sử dụng phần biển thuộc Việt Nam và phục vụ công cuộc xây dựng đất nước. Ngày 18 tháng Giêng năm 1974, phía Trung Quốc trả lời chấp thuận đề nghị trên, nhưng họ đòi không được tiến hành việc thăm dò trong một khu vực rộng 20.000 km vuông trong vịnh Bắc Bộ, do họ tự ý định ra. Họ còn đòi không để một nước thứ ba vào thăm dò trong vịnh Bắc Bộ, vì việc đưa nước thứ ba vào thăm dò không có lợi cho sự phát triển kinh tế chung của hai nước và an ninh quân sự của hai nước. Đó chỉ là một cái vấn đề để lý do để che đậy cái ý đồ đen tối của họ. Cũng vì vậy, cuộc đàm phán về đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc trong vịnh Bắc Bộ từ tháng 8 đến tháng 11 năm 1974 đã không đi đến kết quả tích cực nào. Cũng với thái độ trịch thượng nước lớn như vậy, họ làm bế tắc cuộc đàm phán về vấn đề biên giới trên bộ và trong vịnh Bắc Bộ bắt đầu từ tháng 10 năm 1977, nhằm mục đích tiếp tục xâm phạm biên giới, lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam để duy trì tình hình căng thẳng ở biên giới Việt Trung. Hơn thế nữa, ngày 19 tháng Giêng năm 1974, tức là một ngày sau khi phía Trung Quốc nhận đàm phán với phía Việt Nam về vấn đề vịnh Bắc Bộ, họ đã sử dụng một lực lượng hải quân và không quân tiến đánh quân ngụy Sài Gòn và chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa, từ lâu vốn là một bộ phận của lãnh thổ Việt Nam. Họ nói là để tự vệ, nhưng thực chất đó là một hành động xâm lược, một sự xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam để khống chế Việt Nam từ mặt biển và từng bước thực hiện mưu đồ độc chiếm Biển Đông. Hành động xâm lược của họ đã có tính toán từ trước và được sự đồng tình của Mỹ. Vì vậy, khi đó Đại sứ Mỹ Graham Martin ở Sài Gòn đã bác bỏ yêu cầu cứu viện của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, và hạm đội Mỹ ở Thái Bình Dương đã được lệnh tránh xa quần đảo Hoàng Sa. Trong cuộc hội đàm với những người lãnh đạo Việt Nam năm 1975, Phó Thủ tướng Đặng Tiểu Bình đã thừa nhận rằng hai bên đều nói các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của mình, cho nên cần gặp gỡ để bàn bạc giải quyết. Điều đó càng chứng tỏ cái hành động của phía Trung Quốc xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa là ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế và gây ra một tình trạng việc đã rồi. Mục 3 trong cái phần 4 La Mã. Biển Campuchia nó thành bàn đạp chuẩn bị tiến công Việt Nam. Xin lỗi, chúng tôi đọc lại. Biển Campuchia thành bàn đạp chuẩn bị tiến công Việt Nam. Sau hiệp định Paris về Việt Nam, theo lệnh của Bắc Kinh, bè lũ Pol Pot, Ieng Sary thi hành một cái chính sách hai mặt đối với Việt Nam và dựa vào Việt Nam vừa chống Việt Nam, chứng tỏ ra là hữu nghị và đoàn kết với Việt Nam để tranh thủ sự giúp đỡ của Việt Nam, đặc biệt là khi chuẩn bị tấn công vào thủ đô Phnom Penh. Trong khuôn khổ thỏa hiệp của Trung Mỹ, những người cầm quyền Trung Quốc thực hiện sự thỏa hiệp không viện trợ quân sự cho cách mạng ba nước Đông Dương. Họ đã từ chối đề nghị của bè lũ Pol Pot, Ieng
Ieng Sary về tăng viện vũ khí tiến công bằng cách nhờ Việt Nam cho Pol Pot Ieng Sary vay để Trung Quốc sẽ thanh toán sau. Đây là một cái mối thù, một thủ đoạn của Bắc Kinh, vừa lấy lòng bọn tay sai ở Campuchia tránh va chạm với người Mỹ, vừa gây thêm khó khăn cho Việt Nam trong lúc Việt Nam đang tiến hành một cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Mặt khác, bè lũ Pol Pot, Ieng Sary tìm mọi cách chống Việt Nam. Chúng vu cáo Việt Nam ký kết Hiệp định Paris là phản bội Campuchia, một lần nữa là để kích động hận thù dân tộc, gây tâm lý chiến chống Việt Nam và kiếm cớ thanh trừng những người Campuchia không tán thành đường lối của chúng. Nhiều lần chúng tổ chức những vụ đánh phá, cướp bóc kho tàng vũ khí, tiến công bệnh viện và nơi trú quân của quân giải phóng miền Nam Việt Nam đặt trên đất Campuchia. Bè lũ Pol Pot, Ieng Sary bằng những thủ đoạn thâm độc, kể cả những việc thủ tiêu bí mật những cán bộ cách mạng chân chính, ra sức củng cố vị trí trong đảng, nắm toàn bộ quyền lực để biến Đảng Cộng sản Campuchia thành một đảng phụ thuộc của Bắc Kinh. Rõ ràng những người lãnh đạo Trung Quốc đã tiến thêm một bước trong âm mưu nắm trọn Campuchia dưới chế độ của bọn Pol Pot, Ieng Sary, chuẩn bị đàn áp tiến công Việt Nam từ phía Tây, từ phía Tây Nam sau khi Nam Việt Nam hoàn toàn giải phóng. Mặc dù những người lãnh đạo Trung Quốc ra sức cản trở nhân dân Việt Nam giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam, nhân dân Việt Nam vẫn kiên quyết đấu tranh trên ba mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao chống Mỹ, hiệu phá hoại Hiệp định Paris, tiến lên giành toàn thắng với cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Nhân dân Việt Nam đã đánh sụp hoàn toàn chính quyền Nguyễn Văn Thiệu và giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam để thống nhất đất nhà. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trước đây, những người cầm quyền Bắc Kinh chỉ can thiệp vào giai đoạn chót nhằm áp đặt giải pháp của họ đối với nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Lào và nhân dân Campuchia. Thì trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước lần này của nhân dân Việt Nam, họ can thiệp ngay từ đầu, tạo điều kiện để cho đế quốc Mỹ tăng cường chiến tranh trên cả đất nước Việt Nam, ném bom cực kỳ man rợ miền Bắc, lấy vấn đề Việt Nam để buôn bán với Mỹ, nhưng luôn luôn làm ra cái vẻ triệt để cách mạng, tích cực ủng hộ Việt Nam. Đây là sự phản bội thứ hai của những người lãnh đạo Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam. Thưa quý khán giả, chúng tôi đã đọc xong cái chương 2 của một cái cuốn lịch sử nói về sự quan hệ Việt Nam và Trung Quốc trong 30 năm qua. Chúng tôi sẽ đọc tiếp phần thứ 4 vào ngày mai, vào phần thứ 5 là phần cuối cùng. Hy vọng ngày mai chúng tôi sẽ chấm dứt được phần thứ 4 và phần thứ 5 qua những cái chương 1, chương 2, chương 3, tức là phần 1, phần 2, phần 3 này. Quý vị đã nhìn thấy được một cái ý đồ, cái âm mưu ghê gớm của Trung Quốc. Và bây giờ, cái cuốn lịch sử Việt Nam 15 tập này cũng nằm trong một cái ý đồ đó. Họ đã che đậy bằng sự đòi hỏi không bỏ cái chữ Ngụy trong quyển lịch sử Việt Nam 15 tập để mà thu hồi toàn bộ cái quyển lịch sử Việt Nam 15 tập, là tại vì lần đầu tiên trong cái cuốn lịch sử Việt Nam đã đưa cái trận chiến Việt Trung 1979-1989 vào trong cái quyển lịch sử Việt Nam 15 tập, nói lên tất cả những sự thật. Dù rằng cái sự thật đó để chúng ta khôi phục lại và vinh danh tất cả những người đã nằm xuống trên 6 tỉnh thuộc biên giới Việt Trung. Chúng ta nói lên một cái ý chí quyết chiến, quyết thắng